khỏi được cái này, nó khỏi được đại tràng, tức là trước đây nó cứ đi 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 rất nhiều, thế bây giờ nó bảo là đi thành khuôn và màu vàng rồi nên nó khỏi được cái đấy, mới nó khỏi được đấy. Để nó biết để nó uống. Em thì em dùng đấy thì là em khỏi được trào ngược dạ dày rồi, em khỏi được dạ dày trào ngược dạ dày. Cái thằng cún con nó trào ngược cứ thấy à đúng rồi nha, thằng đấy là từ bé 6 tuổi chỉ cho uống đi cho mình còn tăng động, trẻ con từ 6 tuổi trở lên uống được hết. Thế thì mua cháu uống đi về cho nó. Thế trên nhà này thằng bà bạn nhà này thằng trường nó cứ không cứ xót cả cái đất này trong khu gốc uống được hết, 3 tuổi nó cơ hơn tuổi uống từ 6 tuổi trở lên uống được mà uống rất tốt. Thế là nhưng mà nếu có chị mua đủ liệu trình năm hộp thì giá rẻ so cực cũng chỉ còn 270, tức là rẻ mỗi con hộp rẻ được 90.000. Thế còn hiện nay là xuất khẩu sang Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc bán cái hộp này là 1.800.000. Bao giờ tiếp tục chụp ảnh cho này cho phây cho nó đẹp. Và cháu bảo là lần này cháu chỉ uống bước thần tây vì nó bảo nó đào thải rồi, thì cháu uống xem có đúng à nó đào thải được không, thì cháu bị như sơ của tử cung 2 lần nữa đi. Bác sĩ lại đuổi ra ngoài, cháu uống no nước vào kiểm tra không bị làm sao nữa, cháu đi bệnh viện khác cũng kiểm tra không bị như sơ của tử cung nữa. Thì lúc đấy cháu mới bắt tay vào thủ tục thấm nhất, vì là cháu coi các cô các bác cũng như là bố mẹ đẻ của cháu, thì cháu làm này làm thực tế không phải của cháu. Nhiều khi các bà cũng mua nhiều sản phẩm mà mất nhiều tiền oan rồi. Thì ngày hôm nay cháu muốn ai thực sự đang bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, dạ dày và bị đau xương khớp, thì ngày hôm nay cháu có những món quà tặng các bà dùng trải nghiệm thấy tốt thì qua ủng hộ cô Muội. Cô Muội cũng là bây giờ cũng là giám đốc tỉnh ở khu vực ở Hải Phòng rồi, cô cũng ra ngoài thị trường 600 đến 1.000 sản phẩm rồi đấy. Hàng tháng thì bác thì ông ấy như ông ấy đấy, thì là ông hộ không thấy chào vợ ở đây mà đi ngoài sẽ đi dễ và hết tăng bón. Thế còn thấy bác mãi, còn bác con thấy bác nhẹ nhàng hơn đúng không? Con thấy nhẹ nhàng. Bác xuống dễ hơn rồi bác. À, bác xuống lắm rồi đấy. Tôi thấy cái bộ bác cũng mặc nhá, thì bác sẽ thấy cũng chỉ, nhưng mà con nhìn thấy cái mặt của bác da vẻ đẹp hơn là một. Cần tây thì nó kết hợp với cái cần tây này, cần tây mà xào thịt bò ấy và cái tạo sắn cái dịch nộp collagen của nutatium, thì trong cái thành phần trong cần tây một gói nhỏ này tương đương với 1 cân rau cần tây tươi. Có ai ăn được 1 cân rau cần tây tươi luộc hoặc là xay cũng không thể ăn được đúng không ạ? 2 cân một ngày. 2 cân chứ. Và tương đương đấy, con bảo tương đương một cái gói thứ nhỏ này ạ, thì là bỏ hết cái tạp chất rồi, xay bỏ hết tạp chất chỉ còn cái tinh của nó thôi ạ. Thì nếu mà ai đã từng làm nghệ, con là người trực tiếp con làm cái củ nghệ, con mua một yến nghệ là 10 cân đúng không ạ? Con về con xay ra, con nọc, con cặn, con bỏ hết tất cả cặn chỉ rơi vào 1 cân đến 1 cân rưỡi. Nếu mà củ nào nặng thì nó rơi vào 1 cân rưỡi tinh bột nghệ, thì đây là cái bộ hướng. Và cái thiên vương khớp này là 28 vị thảo dược của Việt Nam mình. Ví dụ như là trầu bà, dây cây mua rừng này, mật gấu địa liền và ngải cứu, những cái sản phẩm mà thường xuyên mà mình làm. Cái đấy là xịt xịt đấy ạ? Và cái xịt đấy. Nhưng mà nó hay cái này chị này. Chị nói có phải cái này là cái nọ cái bé này. Đúng ạ, nọ tăng ấy ạ. Vâng, thì đây là bây giờ cái nọ này là to, nọ bán ạ. Gần như theo thì này là tinh dầu thơm đỏ, có ai biết về cái tinh dầu thơm đỏ không ạ? Tinh dầu thơm đỏ kết hợp với sâm hoàng ninh, thì tinh dầu thơm đỏ này là được chiết xuất từ những cây thơm, tinh dầu thơm đỏ này là từ bên Hàn Quốc ạ. Từ bên Hàn Quốc, nhưng mà bây giờ Việt Nam mình rất là giỏi rồi, lấy xuất từ bên cái tinh dầu thơm đỏ đó và kết hợp với sâm hoàng ninh. Sâm hoàng ninh này là một cái sản phẩm của quốc bảo của Việt Nam mình. Sâm hoàng ninh này là bên Trung Quốc ấy, thì con nói nhỏ
luôn. Nếu mà ở Trung Quốc là nó họ linh này là nó thuộc địa bàn đất ở Việt Nam mình, và mình đã khai quật và tìm ra cái nguồn nguyên liệu để mình dầm, và bên công ty con cũng là bên bộ nông nghiệp đã thu mua hết ở những vùng cái vùng đất đấy để dầm những tê chân này, đau đầu này, và chống phòng chống đột quỵ máu vơ cái bị những sơ vữa động mạch đấy, những cái phần mà mình đau bệnh tim mạch đấy ạ. Con giải thích là ví dụ như mình đau đầu này, tích tụ ở đấy lâu ngày rồi thì không thể giải quyết được với những vấn đề mà mình bác sĩ không thể hết những cái mạch máu của mình, không hết mạch máu mình, và nó lấy hết những cái tạp chất từ bên trong mà không cái nào giải quyết được, thì cái này nó nem mỏi vào. Cái này rất là nhanh, dùng trong vòng 10 ngày là các bà mới lại các cô cảm nhận được luôn, trong vòng 2-3 ngày là mình đã cảm nhận được luôn ạ. Còn nếu để 10 ngày thì mình cảm nhận là mình khỏe. Ví dụ tại sao đứa trẻ con nó ngủ dậy cái là nó bùng dậy nó luôn, đúng không ạ? Vì cơ thể nó rất là khỏe. Thì đây là cái sản phẩm này nó hỗ trợ mình rất khỏe, nhất là uống xong sáng hôm sau dậy cái là các bà tỉnh táo, dậy là dậy luôn, không còn mệt mỏi một chút nào luôn. Đấy là cái tinh dầu thông đó. Và tại sao chút nữa có cái thí nghiệm, tại sao nó đào thải, nó đi được, bỏ hết cái tạp chất từ bên trong cơ thể mình ra bên ngoài. Thì đây là cái sản phẩm này thì bán, đây là cái sản phẩm cần tây này giá này là 360.000, mua một liệu trình trong hộp là 270, và cái sản phẩm sinh mương khớp là 330.000. Vâng ạ. Thì ngày hôm nay con cũng chia sẻ nhiều, vì là ở đây cũng có một số các cô dùng sản phẩm rồi, sản phẩm biết nói đấy ạ. Thì con muốn là thực tế những cô đã dùng sản phẩm chia sẻ con sẵn là cô tẩy chay của con luôn, đúng không ạ? Sản phẩm là sản phẩm của Bộ Nông nghiệp và sản phẩm biết nói, thì mọi người đi đón chào con về cũng rất là đông như thế này. Thì cô có chia sẻ là cô dùng, cô cảm nhận như nào trong thời gian cô dùng ạ? Cô luôn cảm thấy giảm mỡ độ đặc rất là tốt, nhất hiện nay ạ. Nhất là cái làn da của cô con nhìn thấy khác hoàn toàn, đúng không? Nếu mà cơ thể mình khỏe mạnh ánh như vậy, cho cơ thể mình uống nước lọc hàng ngày cũng mọi người bảo uống nước lọc hàng ngày cũng rất là tốt, nhưng mà không thể tốt được bằng cái cần tây này, nó phải có vị. Thì trong cơ thể miệng mình uống xong mồm mình lúc nào khô, lúc nào khát mình lúc nào muốn uống, thì lúc nào mình cũng uống vào trong cơ thể mà nó bổ sung nhiều chất tốt như thế, thì nó làm cho mình đủ nước, mà lúc nào người mình cũng có đầy năng lượng luôn. Đấy, nhất là uống tối kiểu sáng cho nó ngon sớt cơ thể, đúng không? Thật cổ không cần đánh răng. Đúng rồi, miệng cũng ngọt luôn. Có chia sẻ mềm da như này, nó hơi hơi ngọt ngọt. Thì cháu mình cũng hay ngọt như này. Có thể mình pha loãng, mình không thích ngọt mình pha loãng ra. Có cái đường này là cái đường cần cái đường này được Isuma dành cho người ăn kiêng. Đường này chất xuất từ củ cải đường và nó đã ngô nên là không no với tiểu đường nhá, mà dành cho người tiểu đường uống luôn ạ. Và cái đường này là gì? Đường này ở bên nước ngoài người ta làm kẹo bằng kẹo nửa lít nước hoặc đến một lít nước, xong thì là ăn cơm như này, xong thì mình làm gì, mình rửa mặt, mình đánh răng. Còn có nhiều khi buổi sáng con không phải con đánh răng, tối mình đánh răng rất là sạch rồi, thì trong này nó sẽ đào thải từ khoang miệng mình xuống dạ dày. Là cái thời điểm mà trước khi sau khi các chị đi ăn chị ngủ dậy và chưa đánh răng ấy, thì uống một gói tinh chất phép ở tây vào trong cơ thể, thì là nó sẽ đào thải từ trên khoang miệng, các chị biết ạ. Khi mình ngủ lên dậy đấy, thì là cái khoang miệng của mình là cái nhiều độc tố nhất, là bẩn nhất. Thì các chị đào thải từ trên khoang miệng, độc tố từ trên khoang miệng xuống dưới ra đường bài tiết luôn, thì rất là tốt. Thời điểm đấy là thời điểm vàng để mình đào thải độc tố. Và các chị biết là hàng ngày các chị ăn các loại rau rồi là tôm cá thịt, tất cả đều có độc tố hết đấy. Và thậm chí là mình ra ngoài mình ăn hàng quá nhiều đi cũng có rất là nhiều độc tố, và mấy chục năm nay mình ăn thức ăn vào cũng đồng nghĩa là mình đưa vào trong cơ thể rất là nhiều độc tố rồi. Thì bây giờ cái cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất là các chị là đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, phát rất là nhiều bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Giá cả một chút thì là như giá của mình ấy, một hộp cần tây như thế này gồm 32 gói thì giá là 360.000 một hộp. Nếu các chị mua một hộp, nhưng mà nếu mua từ 5 hộp trở lên thì giá rẻ xuống 90.000 một hộp, chỉ còn giá là 270.000 một hộp thôi, một liệu trình 5 hộp. Thế là các chị biết là
cái sản phẩm này là của Việt Nam, dành cho người Việt Nam, cho nên giá cũng rất Việt Nam, giá rẻ. Chứ còn cái sản phẩm này đem xuất khẩu ra nước ngoài hiện nay là thị trường Trung Quốc bán 1.800.000 một hộp này. Và bên Hàn Quốc là 1.200.000. Thế còn xuất khẩu sang Mỹ thì em cũng chưa nắm được giá, thì em chưa nói. Nhưng mà thực sự là rất là rẻ, bởi vì nó không phải là thực phẩm chức năng, nó cũng không phải là thuốc, và chúng ta uống cũng không theo liều lượng gì cả, mà chúng ta uống theo cái cảm nhận của chúng ta, là chúng ta cảm thấy nó mình uống như thế nào là vừa, thì mình pha nhiều nước hay ít nước thôi, chứ không nhất thiết là phải pha đúng nửa lít, hay là không nhất thiết là pha đúng một lít, mà các anh chị thích chúng ta là uống nhiều nước để cho nó đào thải độc tố ra càng tốt hơn. Chia sẻ với mẹ.